Chào các bạn, mình là San. Các bạn đang lắng nghe San Huyên Podcast. Look out, here she comes. The woman that I love. Ngày hôm nay khi mà mình ngồi ở đây một buổi chiều nhẹ nhàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là ngày đầu tiên của năm mới, năm 2022, và San muốn gửi một lời chúc bình an, sức khỏe và hạnh phúc đến với tất cả các bạn, các anh, các chị đang lắng nghe San Huyên Podcast ở mọi miền trên thế giới. Khoảng thời gian kết thúc một năm, bước sang một năm mới, đâu đấy sẽ có những nuối tiếc. Chúng ta nuối tiếc về những điều chưa làm được trong năm vừa rồi, nuối tiếc về những kế hoạch dang dở, những dự định thì bỏ ngỏ, đúng không nào? Nhưng mà San nghĩ rằng là có lẽ thời gian thì cũng không cho phép chúng ta cứ mãi ngồi đấy và nuối tiếc nữa. Thay vì vậy, chúng ta sẽ tập trung vào hiện tại và bắt đầu vạch ra cho bản thân những dự định ở tương lai, ở năm mới. Chúng ta xứng đáng với những khởi đầu mới mẻ mà, đúng không nào? Cho dù là năm vừa rồi có tồi tệ đến như thế nào chăng nữa thì tất cả mọi thứ đều có thể bắt đầu lại. That I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. Vừa rồi thì San đã cho lên sóng khá là nhiều những video cùng nhau lên kế hoạch này và cùng nhau nhìn lại một năm, chia sẻ một vài những lời khuyên của bản thân mình đến cho mọi người và cũng là những bài học dành cho chính mình luôn. Nên là các bạn có thể xem những video đấy ở trên kênh YouTube của San, kênh YouTube mà mình đã gắn bó 4 năm trời rồi. Có rất là nhiều những thước phim và những kỷ niệm được ghi lại, cũng như là sự trưởng thành, sự phát triển của bản thân mình mà mình cảm thấy vô cùng biết ơn khi được nhìn lại nó một cách rõ ràng. YouTube không chỉ là công việc mà nó còn là một miền ký ức của mình, và ở đấy thì cũng chính là nơi mà chúng ta gặp nhau. Các bạn, những người đang lắng nghe podcast này cũng chính là một kỷ niệm đẹp với mình. Có thể là chúng ta chưa từng nhìn thấy nhau ngoài đời, chúng ta chưa từng trò chuyện và gặp gỡ nhau, nhưng mà San nghĩ rằng có một cái sự kết nối vô hình với sức mạnh rất là mạnh mẽ từ bên trong tâm hồn của mỗi người. Những cảm xúc của mình ngay bây giờ đây trong khoảnh khắc bước sang một năm mới, nó khá là nhẹ nhàng. Nó rất là khác so với những năm trước đây. Mỗi khi mà bước sang một năm mới thì thường nó có nhiều cảm xúc, nó lẫn lộn lắm các bạn. Không biết là các bạn có đang có nhiều cảm xúc lẫn lộn hay không, nhưng mà bản thân mình thì nếu như mà năm ngoái chẳng hạn, mình có rất là nhiều dự định luôn. Vậy nên là sự hứng khởi và hy vọng mạnh mẽ nó lớn hơn bây giờ. Đồng thời là cái sự nuối tiếc cũng nhiều hơn bây giờ. Sau một năm mình thấy cảm xúc của mình thay đổi khá là nhiều. Mình có thói quen viết nhật ký và mình hay dở ra xem giây phút này nhưng mà của năm ngoái, năm kia thì cảm xúc của tôi như thế nào. Và mỗi khi như vậy thì mình nhìn nhận thấy được sự trưởng thành trong bản thân mình rất là nhiều, sự khác biệt rất là nhiều. Dường như năm nay thì mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và bình yên hơn với mình. Mình vẫn có những kế hoạch, thậm chí là những điều mà mình chưa từng làm trước đây, nhưng mà mình thận trọng hơn một chút, mình lên một cách tỉ mỉ và chi tiết hơn một chút, thay vì là dành quá nhiều những cảm xúc và kỳ vọng. Mình nghĩ rằng là điều quan trọng nhất để kế hoạch của mình trở nên thực tế hơn thì mình phải dùng lý trí của bản thân để vạch ra những kế hoạch một cách cụ thể. Còn các bạn thì sao? Các bạn có dự định gì cho năm mới chưa? Những dự định về công việc, về tình yêu, về những trải nghiệm hay là việc phát triển những kỹ năng của riêng mình, thì San hy vọng rằng các bạn có thể dành một chút thời gian để viết ra những điều mà bạn mong muốn làm trong năm mới. Tại vì đôi khi những điều nhỏ bé như vậy nó có thể tạo cảm hứng cho bạn này, khiến bạn hình dung rõ ràng hơn về con người mà bạn muốn trở thành qua những dòng chữ trong những cuốn sổ của các bạn. Thật sự là nhiều khi mình cũng rất là tò mò. Oh wow, những người mà đang lắng nghe mình, họ có cuộc sống như thế nào nhỉ? Bởi vì nếu như mình càng biết rõ hơn về cuộc sống của các bạn, có lẽ là mình sẽ thấu hiểu hơn và mình có thể chia sẻ được nhiều điều ý nghĩa hơn với tất cả mọi người. Vậy nên đôi khi các bạn đừng ngại ngần để lại những comment này, những chia sẻ của các bạn, tại vì San sẽ luôn dành thời gian để đọc nó. Cuộc sống của chúng ta mỗi người sẽ rất là khác nhau. Cứ tưởng tượng là đang ở chung một bầu trời đấy, thậm chí là chung một đất nước này, chung một thế giới này. Nhưng mà ai ai cũng có những
nỗi lòng riêng, chúng ta có những niềm vui riêng, có những nỗi buồn riêng. Chúng ta lớn lên khác nhau, có những sở thích khác nhau, quan điểm sống cũng khác biệt. Và San nghĩ rằng chính vì những cái sự khác biệt đấy thì nó tạo nên một thế giới đa dạng. Có một điều mà San muốn, rất muốn gửi gắm đến các bạn trong năm mới. Đây có lẽ là một trong số những điều đã thay đổi cuộc sống của mình rất là nhiều, mà có thể là mình chưa từng chia sẻ ở bất kỳ đâu. Tại vì là mình thực sự muốn giữ nó để viết ở trong cuốn sách của mình các bạn. Mình sợ rằng nhiều khi mình chia sẻ hết ra rồi thì mình còn gì ở trong sách không nhỉ? Vậy nên mình rất là muốn giấu một số thứ để có thể cho vào cuốn sách. Điều mà đã thay đổi mình rất là nhiều đó chính là mình không còn đòi hỏi sự thấu hiểu từ người khác. Với San thì mong muốn thấu hiểu là một điều bình thường thôi. Chúng ta sẽ rất là muốn được người khác hiểu con người mình như thế nào, đúng không các bạn? Muốn được đối xử một cách phù hợp. Có một người hiểu mình thì thật là tuyệt vời. Ở bên cạnh người đấy thì dường như mọi thứ đều rất là nhẹ nhàng. Tất cả mọi khó khăn hay là những cái sự hiểu lầm rất là dễ để có thể trò chuyện với nhau, tại vì họ hiểu mình hiểu họ. Nhưng mà San nghĩ rằng là nên để tất cả mọi thứ tự nhiên và chúng ta sẽ mở lòng với nhau một cách tự nhiên, thay vì là chúng ta bắt buộc người khác phải hiểu mình. Kể cả khi họ không hoàn toàn hiểu bạn thì đấy cũng không phải là một điều chúng ta nên trách móc người khác hay các bạn. Trước đây thì mình cũng đã từng trách móc một vài người vì họ không hiểu mình. Chính vì sự không có thấu hiểu đấy giữa các mối quan hệ, vậy nên là nhiều khi bọn mình đã phải rời xa nhau. Những cái năm tháng gần đây, khi mà mình dần dần học cách nhìn sâu vào bên trong nhiều hơn và thấu hiểu bản thân mình nhiều hơn ấy, thì mình mới nhận thấy một điều rằng là thậm chí tôi còn chưa hiểu nổi bản thân mình. Thậm chí tôi còn chưa biết cách thể hiện đúng và thành thật với chính mình. Vậy thì làm sao người khác có thể hiểu được tôi 100% được? Làm sao tôi có thể đòi hỏi cái sự thấu hiểu từ người khác nếu như mà tôi còn chưa hiểu chính mình và tôi còn chưa biết cách thể hiện ra ngoài là đúng con người mình? Cái câu nói mà chúng ta hay được người khác chia sẻ rằng là hãy là chính mình. Nhưng mà đâu đấy ở trong những khoảng thời gian nào đấy cũng có lúc chúng ta không là chính mình các bạn. Chúng ta phải là một người khác. Chúng ta phải làm những điều mà chúng ta không thích, những điều mà chúng ta không cảm thấy thú vị, gặp những người mà chúng ta cảm thấy rất là phiền, rất là khó chịu, nhưng mà chúng ta vẫn phải mỉm cười đấy thôi. Đôi khi chúng ta sẽ phải tham gia những cái chương trình, những cái cuộc họp, những cái event và những cái cuộc gặp gỡ chúng ta không mong muốn. Nhưng mà những lúc như vậy chúng ta có thực sự là chính mình hay không? Mình không chắc lắm. Có lẽ là chỉ có mỗi người trong chúng ta mới biết được rõ ràng điều đấy như thế nào. Trước đây thì mình có một cô chị, cô ấy là người sếp đầu tiên khi mà mình vào Sài Gòn, và đến bây giờ thì hai chị em vẫn chơi khá là thân với nhau. Có một đợt thì chị ấy đi làm diễn giả và chủ đề mà chị ấy nói đến đấy chính là Don't be yourself, đừng là chính mình. Mình hơi bất ngờ về cái chủ đề đấy. Lý do là vì từ trước đến giờ mình nghĩ chúng ta phải là chính mình chứ, chúng ta phải là mình chứ, làm sao chúng ta là một người khác được. Nhưng mà khi lắng nghe những điều mà chị ấy nói thì mình cảm thấy là chúng ta đâu có hoàn toàn là chính mình mọi lúc mọi nơi. Ở những cái năm tháng mà chúng ta còn chưa biết mình là ai, chưa biết mình muốn gì, lúc đấy chúng ta sẽ là một ai đó khác. Mà cụ thể hơn, đấy chính là hình tượng mà chúng ta mong muốn trở thành. Thường chúng ta dễ bị ảnh hưởng từ người khác mà chúng ta không nhận ra. Có những hình ảnh và những người xung quanh bạn khiến bạn muốn trở nên giống họ. Sau cái buổi trò chuyện đấy thì mình cũng nhìn ra được một vài những góc khá là thú vị. Don't be yourself. Chúng ta không thể nào là chính mình khi mà chúng ta còn chưa biết mình là ai, mình có giá trị như thế nào, mình muốn làm gì. Vậy nên là đôi khi các bạn đừng quá cảm thấy áp lực khi mà các bạn không thể là chính mình được. Tại vì các bạn vẫn đang ở trên con đường đấy, ở trên con đường đi tìm chính mình. Và hãy cảm thấy ổn, vì đôi khi chúng ta không thể là chính mình được các bạn. Bản thân mình không còn đòi hỏi cái sự thấu hiểu từ người khác nữa. Thậm chí là nếu như người khác không thể thấu hiểu mình cũng không sao hết. Tại vì mình nghĩ rằng là ở bên trong tất cả mỗi con người chúng ta đều có một góc khuất, một góc bí mật mà chúng ta ít khi thể hiện ra ngoài, chúng ta ít khi chia sẻ về điều đấy. Có những cái dòng cảm xúc mà chúng ta không thực sự dễ để có thể nói với người khác ấy các bạn.
Thực sự là tâm lý của một con người rất là phức tạp với các bạn. Bản thân mình cũng thấy phức tạp nữa. Lúc mình thế này, lúc mình thế kia. Thậm chí là thỉnh thoảng cũng có những suy nghĩ thay đổi so với những gì mà mình nghĩ trước đấy. Tại vì mình là một người vẫn còn trẻ và vẫn còn rất là nhiều những trải nghiệm. Việc thay đổi về một điều gì đấy thì mình nghĩ rằng rất là dễ để xảy ra các bạn. Chính vì càng đi tìm tòi càng hiểu mình hơn ấy, thì thật sự là mình càng thấy là rất là khó để có một ai đấy thực sự hiểu mình 100%. Vậy nên là mình không còn cảm giác muốn trách móc người khác vì họ không hiểu mình nữa. Thay vào đấy thì mình thực sự rất rất là biết ơn những người mà họ kiên nhẫn với mình. Mặc dù kể cả khi họ thấy mình là một đứa rất là khó hiểu, nhưng mà họ vẫn ở đấy, tiếp tục ở bên cạnh mình, nhìn mình trưởng thành, ủng hộ, động viên. Con người chúng ta đều có những sự khác biệt nhất định. Và có lẽ là cả chúng ta cần hơn hết để chính là sự tôn trọng lẫn nhau. Kể cả khi mà chúng ta không thực sự hiểu nhau 100% đi chăng nữa, thì chúng ta cũng rất cần cái sự tôn trọng. Đó dường như là thứ giúp cho một mối quan hệ có thể kéo dài và trở nên gắn bó hơn theo thời gian. Ở bên trong chúng ta luôn có một điều gì đấy mà chúng ta không chia sẻ với mọi người. Các bạn có công nhận với mình như vậy không? Kể cả nhiều khi các bạn bảo rằng là em có thể chia sẻ tất cả mọi thứ cho anh, cho người các bạn yêu, cho chồng của các bạn, cho vợ của các bạn, hay là cho bố mẹ, cho bạn bè thân thiết. Nhưng mà chúng ta thử thành thật với chính mình mà xem. Vẫn có những thứ chúng ta giữ cho mình. Vẫn có những thứ như vậy. Đó gọi là thế giới nội tâm của chúng ta mà rất khó có ai có thể chạm đến. Nếu như một đứa trẻ nó rất là ngây ngô, nó có thể nói những điều gì nó muốn, tò mò hết tất cả mọi điều trong cuộc sống. Nhưng mà khi chúng ta lớn hơn, rồi lại lớn hơn chút nữa, với một áp lực và trách nhiệm của một người trưởng thành, thì đôi khi chúng ta phải giấu mình trong một lớp vỏ rất mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng mà San nghĩ rằng là điều đấy tốt thôi. Có những điều chúng ta nên giữ trong lòng, có những điều chúng ta muốn giấu, chúng ta cần phải giấu, có những điều chúng ta không nên nói ra. Vậy nên là điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm ấy, để chính là hiểu bản thân mình các bạn. Đây luôn là một thông điệp mà mình muốn gửi gắm đến tất cả mọi người. Thực chất ấy, hiểu bản thân mình nó không phải là một cái đích đến. Giống như là hiểu bản thân thì chúng ta phải A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Không, nó là cả một cuộc hành trình ấy. Nhưng mà trong cuộc hành trình đấy, chúng ta lại nhận ra được khá là nhiều điều thú vị. Giống như con đường của mình vậy. Càng đi thì mình càng thấy nó rối ren. Đương nhiên là mình hiểu mình hơn mỗi ngày. Mình biết mình muốn gì hơn mỗi ngày. Nhưng mà rõ ràng là con người chúng ta nhỏ bé trong cái vũ trụ to lớn như thế này thì sẽ có rất là nhiều điều thay đổi nữa. Bản thân chúng ta không lường trước được điều đấy. Với những trải nghiệm trong cuộc sống, với những người chúng ta gặp, với những điều xảy đến, hoàn toàn có thể biến đổi chúng ta. Đó có thể là một tác động lớn hoặc là một tác động nhỏ. Nhưng mà mình càng đi con đường đấy thì mình càng thấy là mình thay đổi rất nhiều. Vậy nên là đối với cái sự thay đổi như vậy thì mình cũng nghĩ rằng là rất là khó để một ai đó có thể hiểu chúng ta 100%. Thậm chí là đôi khi họ cũng đang vật lộn với cuộc sống của họ. Họ cũng đang cố gắng để hiểu lấy mình. Khi mà ở trong một mối quan hệ, chúng ta thường hay so đo với nhau là bạn có tốt với tôi hơn tôi tốt với bạn không? Anh có yêu em nhiều hơn em yêu anh không? Nhưng mà chúng ta không đặt câu hỏi rằng là chúng ta có hạnh phúc với những gì mình đang có hiện tại hay không. Chúng ta hay đổ lỗi cho người khác. Họ không hiểu mình, họ không yêu mình, họ không quan tâm mình. Nhưng mà chúng ta tự đặt lại một câu hỏi dành cho chính mình rằng những hành động của mình, những lựa chọn của mình trong cuộc sống này nó có thực sự phù hợp hay không? Và chúng ta đã biết cách để thấu hiểu cho người khác hay chưa? Có một khoảng thời gian khi mà mình ở độ tuổi teen đấy các bạn, mình đã gặp rất là nhiều những cái khó khăn về việc chia sẻ những cảm xúc của mình với gia đình. Tại vì dường như mình cảm thấy họ không hiểu mình ấy các bạn. Đương nhiên nếu như mà có thể hiểu thì đấy là một điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu như không thể thì chúng ta hãy chia sẻ với nhau. Chúng ta có thể nói với nhau những điều mà chúng ta mong muốn. Chúng ta có thể chia sẻ với nhau những suy nghĩ của bản thân mình. Thay vì trách móc, thay vì quá mong đợi, chúng ta hãy là những người bắt đầu học cách thấu hiểu bản thân mình và thấu hiểu người khác. Khi mà mình ở trong một mối quan hệ thì những lần cãi vã sẽ khiến mình rất là mệt mỏi các bạn.
Đôi khi câu chuyện anh đúng em sai, bạn đúng mình sai, nó không có quan trọng bằng việc chúng ta coi trọng mối quan hệ này như thế nào. Điều mà mình nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục làm và sẽ coi trọng nó ngày một nhiều hơn đấy chính là khám phá thế giới bên trong, hiểu bản thân mình. Tại vì mỗi ngày mỗi khác mình cứ thấy mình thay đổi rất là nhiều. Càng ngày thì mình càng thành thật với chính mình hơn, mình tập trung hơn nhiều vào bản thân mình, vào con đường để thấu hiểu chính mình nhiều hơn là cố gắng để được hiểu bởi người khác. Có những bạn hỏi San là làm sao để có thể thấu hiểu chính mình. Thực chất thì nó cũng không có những cái công thức cụ thể. Tại vì mình thấy rằng là đối với cuộc sống của chúng ta, mỗi người mỗi khác như vậy, thì công thức để hiểu bản thân mình nó sẽ như thế nào. Bản thân mình trưởng thành hơn rất là nhiều qua những trải nghiệm trong cuộc sống, qua những câu chuyện mà mình gặp. Đối với những cái giai đoạn như thế thì mình luôn có một góc nhìn về sự vật, sự việc xảy ra. Và qua đấy, mình dành thời gian để nhìn lại chính mình, biết ơn những người dành tình cảm cho mình. Mình không còn muốn tất cả mọi người phải thương mình nữa. Mình không còn muốn tất cả mọi người phải đồng ý với ý kiến của mình nữa. Mình không còn mong đợi rằng mọi người phải hiểu mình 100% nữa. Và chính vì rũ bỏ đi những cái suy nghĩ như vậy thì mình cảm thấy rằng mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ là chúng ta tập trung vào điều gì ấy thì chúng ta sẽ trở thành điều đấy. Thành ra là nếu như chúng ta tập trung vào những góc nhìn và những thứ mà chúng ta không thể thay đổi ấy, thì nó sẽ khiến chúng ta càng ngày càng mệt mỏi. Chúng ta không thể nào điều khiển người khác và cũng không thể nào thay đổi được người khác được. Chúng ta chỉ có thể thay đổi chính mình và góc nhìn của bản thân mình mà thôi. Và đấy cũng là điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong podcast ngày hôm nay. Podcast đầu tiên của năm mới. Cho dù các bạn có nghe podcast này ở khoảng thời gian nào đi chăng nữa thì San vẫn mong rằng bạn có thể sống trọn vẹn cuộc sống hiện tại của các bạn, kể cả khi nó không vẹn tròn. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast lần sau.